Huawei khi bị Mỹ cấm cửa. Theo Reuters, Huawei khẳng định việc Mỹ cấm cửa tập đoàn này sẽ chỉ làm tổn thương người Mỹ và khiến Washington bị bỏ lại khi thế giới triển khai công nghệ 5G. Việc hạn chế lĩnh vực hoạt động của công ty sẽ không làm Mỹ trở nên an toàn hay mạnh hơn, lệnh cấm này sẽ chỉ khiến Mỹ tụt lại phía sau khi thế giới triển khai công nghệ 5G, đại điện của Huawei nói với tờ hoàn cầu thời báo. Tuy nhiên, gã viễn thông khổng lồ của Trung Quốc vẫn bày tỏ hy vọng có thể giải quyết những khác biệt giữa họ và Washington. Huawei đi tiên phong trong việc triển khai mạng 5G. Chúng tôi sẵn sàng tham gia với chính phủ Mỹ và đưa ra các biện pháp hiệu quả để đảm bảo cho an ninh sản phẩm. Đại điện của Huawei cho biết thêm. Ngày 16 tháng 5, Trung Quốc khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ các công ty của nước này. Sau khi Washington coi các thiết bị viễn thông của tập đoàn Huawei là rủi ro an ninh, đồng thời áp đặt hạt chế xuất khẩu liên quan các thương vụ bán công nghệ của Mỹ cho công ty này người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc lục khảng đã chỉ trích động thái của mỹ là lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sau khi chính quyền của tổng thống mỹ donald trump ban hành xác lệnh yêu cầu huawei phải nhận được sự cho phép của chính phủ để thực hiện hoạt động mua sắm ông lục Khang nói chúng tôi hối thúc mỹ ngừng cách tiếp cận sai lầm này trung quốc sẽ thực hiện thêm các biện pháp cần thiết nhằm kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp trung quốc mặc dù ông lục khảng không nêu chi tiết các biện pháp này Song giới phân tích đã cảnh báo việc kiểm soát xuất khẩu có nguy cơ làm cho bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc về thương mại và công nghệ trở nên nghiêm trọng hơn. Mỹ vài năm trở lại đây liên tục kêu gọi các quốc gia cấm cửa Huawei, không để tập đoàn này tham gia vào quá trình phát triển mạng 5G. Hồi tháng 8, tổng thống Trump cũng đã ký một dự luật cấm các cơ quan chính phủ Mỹ sử dụng thiết bị từ Huawei và một nhà cung cấp Trung Quốc khác là ZTE.